rơi xuống đi tìm kiếm câu trả lời. Anh đánh rơi hương rơi vào tay ông thầm mây anh không có. Khi ngày hôm nay còn lại gì ngoài lý do? Nhìn áng mây mong mơ anh bay lướt qua thật nhanh. Anh ngỡ ra rằng chính câu trả lời. Anh đánh rơi. Mong mơ anh bay lướt qua thật nhanh. Anh ngỡ ra rằng chính câu trả lời.